Xin chào mọi người, hôm nay shop phục hồi tóc bên mình lại quay trở lại với cái video là phân biệt cho mọi người cái bộ dầu gội bưởi, cái hàng nào là hàng chính hãng và hàng nào là hàng fake mọi người nha. Thì hiện tại ở trên thị trường thì cái dòng dầu gội bưởi thì nó rất là hot, thì mới đây thì công ty đã thay thế cái dòng sản phẩm dầu gội bưởi mẫu mới là chai vỏ màu đỏ. Thì ở trên thị trường hiện tại ấy, thì đã xuất hiện ngay một cái chai dầu gội bưởi cũng y xì trang luôn, mọi người có thể theo dõi cũng y xì luôn, nhưng mà cái chai bên này đây, cái chai tay mình đang cầm mọi người nha, thì cái chai này nó là chai hàng fake. Thì bên mình mới mua một cái cặp này, nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 100.000 ở bên ngoài về để phân biệt cho mọi người đây. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để mọi người có thể phân biệt được nhá. Thì cái điểm đầu tiên ấy thì mọi người thấy là nó giống cái hàng, nó giống nhau đến từ cái tem ở trên cổ này. Cái tem ở trên cổ này, cái hàng fake nó cũng có này. Cái tem check ở đây này, nó cũng có mọi người nha. Hàng đây là hàng công ty này, đây là hàng fake này, cũng có y xì trang luôn nha. Đây các bạn nhìn này, đây đấy, giống y chang luôn. Đây đằng sau này, đằng sau có tem phụ này, cũng có tem phụ này, hàng công ty tem phụ này, tem thông báo này, đằng sau này nó cũng là một cái tem phụ này. Nhưng mà các bạn để ý một chút kỹ hơn nhé, là cái tem phụ của hàng công ty ấy thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đây đấy, nhìn nó sẽ chữ màu chữ nó sẽ nắc sắc nét hơn mọi người nha. Còn cái hàng mà hàng fake này mọi người này thì nhìn nó sẽ hơi bị nhòe một chút đấy, màu nó nhạt màu hơn một chút. Còn thì để mọi người mà check cái mã vạch ấy thì hai cái mã vạch nó tương tự như nhau mọi người nha. Đấy, cái mã vạch nó như nhau luôn ạ. Đấy thì mọi người không thể phân biệt được ở cái đấy. Thì đối với cái hàng công ty ấy thì bên mình hôm nay trên tay bên mình đây là cái chai của bên mình, cái lô hàng này là vẫn cái tem cũ mọi người nha. Thì cái tem này nó đã được nhái mọi người nha. Tem này nó đã được nhái này. Cái tem hàng công ty này thì nó sẽ đã được nhái này. Đấy. Còn thì ở cái lô hàng sau, nếu cái lô hàng sau về ấy, thì cái tem của công ty nó sẽ là màu trắng tất mọi người nha. Nó sẽ là trắng tất. Đấy. Nó sẽ là trắng tất chứ nó không còn cái viền màu xanh này nữa. Đấy. Thì một cái đặc điểm mà để mọi người phân biệt dễ dàng nhất ấy thì là mọi người dựa ở trên cái đáy chai giúp mình. Đối với cái hàng công ty ấy thì ở cái đáy chai nó có sẽ có một cái chữ logo của thương hiệu Valor này. Valor RT mọi người này. Đấy. Valor RT nó sẽ có cái logo ở dưới đáy chai này. Còn đối với cái hàng fake ấy, đây là cái hàng fake này. Thì nó sẽ không có cái logo mọi người nhé, không có cái logo Valor nhé. Nó có thì nó sẽ có là cái logo, có một cái mã co ở đây, nhưng mà nó là chỉ là nhái thôi. Còn nó sẽ không có cái mã, có cái logo là Valor. Đây mọi người để ý. Đấy thì mọi người phân biệt để mua cho mình một cái bộ dầu gội mà giá tiền nó phù hợp mọi người nha. Thì cái như cái bộ hàng fake này ở trên ngoài thị trường ấy, nó chỉ bán ra khoảng hơn 100.000 thôi. Thì cái bộ này nếu mà mọi người mua cái bộ chính hãng mà dính phải cái bộ này ấy, thì mọi người bỏ ra tiền nhiều nhưng mà nó rất là uổng mọi người nha. Thì mọi người xem video mà thấy thú vị ở cái kênh bên mình ấy thì hãy cho bên mình một nút theo dõi nha, để bên mình có những cái video gì thì bên mình sẽ cập nhật cho mọi người để mọi người nhận được sớm nhất mọi người nha. Mình xin cảm ơn nha. Xin chào tất cả mọi người.